Xin chào quý khách, hôm nay em sẽ giới thiệu với quý khách tất cả các sản phẩm lấm linh chi của bên em. Thứ nhất là hộp lấm linh chi của Đê Đông, là dòng xịn nhất. Đó, thương hiệu Đê Đông thì rất là nổi tiếng rồi. Đây là hộp 1kg. Đó, hộp 1kg nấm linh chi premium, loại xịn nhất của Đê Đông. Thì một hộp này thì bên trong có hai gói, mỗi gói là nửa cân. Đó, mỗi gói có nửa cân như thế này. Được đóng rất là đẹp. À, hôm nay em đặt một cân về để cho bạn em gửi sang Đài Loan, cho mẹ bạn ấy uống thường xuyên. Một cân nấm linh chi Đê Đông. Nấm linh chi Đê Đông thì nuôi bằng phương pháp hữu cơ đấy, nên là giá nó khá là cao, hơn 3 triệu một cân. Thứ hai là dòng nấm linh chi dạng của Bát Sa Gold. Đấy, loại này cũng là cao cấp, 1 triệu 6 một cân. Đây là một cân, túi một cân, 8 đến 9 lá, 1 triệu 6 một cân ạ. Đó. Loại thứ ba là dòng bên em hay bán để đi quý khách đi chơi, đó là dòng nấm hộp cô gái. Đó, bên trong nó như thế này, một cân nấm như thế này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Một cân nấm linh chi đấy ạ. Hộp này có giá 1,1 triệu, có túi sách đàng hoàng, túi sách rất là đẹp nhé. Đấy, nấm Đê Đông cũng có túi sách. Đó. Loại thứ tư là loại nấm thái nát sẵn. Loại nấm thái nát sẵn này thì giá là 750 một cân. Đó. Nhiều khách thắc mắc rằng là có phải là thái nát sẵn này nó họ hút hết chất rồi không? Thì em xin đi chính lại, không phải, vì em hay uống loại này. Tết em hay bỏ loại này cho vào cái nọ để đóng thành hộp quà đấy, để cho quý khách, nên là khách của em nếu mà Tết bán khoảng vài nghìn suất thì chắc chắn là nếu mà nấm linh chi mà hút hết chất rồi thì người ta sẽ đến, người ta thắc mắc và người ta sẽ không hài lòng, nhưng mà em xin khẳng định là không phải. Đó. Ngoài ra thì em còn có những, nếu quý khách bận không có thời gian để sắc để hãm uống, thì còn lại cao linh chi. Đây là dòng cao linh chi núi và đây là dòng cao linh chi đông trùng, có thành phần đông trùng hạ thảo của Pô Trơn. Đó, đây là cao linh chi núi, hộp này có 3 lọ, hộp này có 5 lọ. Đó, 3 lọ mỗi lọ 120g và đây là 5 lọ mỗi lọ 50g. Đó. Về cái việc em muốn giải thích một lần nữa, đó là nhiều quý khách nói rằng nấm này là nấm Trung Quốc hay là Hàn Quốc, thì em xin khẳng định này, đây là Hàn Quốc. Em bán hàng nào của Trung Quốc em nói hàng Trung Quốc, và Hàn Quốc em nói Hàn Quốc. Còn Hàn Quốc họ có nền công nghiệp rất là phát triển nên giá họ cũng rất là cạnh tranh, và họ thuê những nguồn lao động đến từ Đông Nam Á đến Nam, cho nên là giá họ cũng rất cạnh tranh, chứ không phải là quý khách nói rằng là sản phẩm giá như vậy chắc của Trung Quốc. Không phải ạ. Em xin khẳng định đấy là của Hàn Quốc. Đó, đây. Đấy, hôm nay em giới thiệu dòng nấm Đê Đông này. Nó được một người bạn em đặt cho mẹ ở bên Đài Loan và cô uống rất là nhiều rồi. Đấy, họ bên Đài Loan mà họ có rất nhiều nấm nhưng họ vẫn uống dòng nấm linh chi này vì họ thấy hợp và khỏe, rất khỏe luôn. Đấy, nấm linh chi thì tác dụng chính của nó là giúp thanh nhiệt, mát, rồi phòng chống ung thư, rất nhiều các bổ phổi, rồi ngủ ngon, ăn ngon ngủ khỏe, rất nhiều tính năng tốt ạ. Em là Tấn, đến từ Nhân Sâm Hàn Quốc, do Plaza tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Quảng Ninh. Số điện thoại của bên em là 0961936536. Các sản phẩm bên em chuyên là nhân sâm Hàn Quốc, đông trùng hạ thảo, lấm linh chi. Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.